mua cây liên hệ với em qua số điện thoại là 0829160355, cũng là số Zalo của em luôn ạ. Em xin vô cây đầu tiên có mã số là B1. Cây này thuộc dạng cây mini nha mọi người, bonsai mini nha. Đế đều, đế cộng đều nha. Hoành cây này là 16, chiều cao là 18, kính bầu là 20. Rồi, cây này có mã số là B1, em xin giao lưu là 550.000. Mã số B2 cũng là cây nhỏ thôi nha mọi người, cộng đế lực nha, nu da đen lá lớn, mai chứa thủy hoa màu trắng thơm nha mọi người. Mã số B2, hoành thân là 18, cao là 18, kính bầu là 19. Mã số B2 em xin giao lưu là 550.000. Mấy cây này đâm chồi sống khỏe hết nha mọi người. Rồi tiếp theo là mã số B3. Cây này đế đều cộng lực nha mọi người. Hoành ở đây là 22,5, chiều cao là 18, kính bầu là 23. Mã số B3 em xin giao lưu là 550.000. Em bao ship luôn ạ. Rồi mã số B4, cây này to nha mọi người. Chi cành đều chuẩn bonsai, đế cũng đều luôn nha. Hoành chỗ này là 33, chiều cao 25, kính bầu 25. Mã số B4 em xin giao lưu là 900.000, em bao ship. Mã số B5 một cây dáng bay nha mọi người, thế cây nào cũng đều hết ạ. Mai chứa thủy nâu da đen lá lớn. Hoành thân chỗ này là 15, chiều cao là 39, kính bầu 25. Mã số B5 em xin giao lưu là 1.000.000, em bao ship ạ. Mã số B6, có cái cộng đế này nó bị tép nhưng mà không sao nha mọi người. Hoành cây này là 20 đi, chiều cao đó là 23, kính bầu là 23 luôn. Mã số B6 em xin giao lưu là 650.000, em bao ship. Mã số B7, hoành thân em đo chỗ này là 21, chiều cao là 20, kính bầu là 25. Mã số là B7 em xin giao lưu là 700.000. Mã số B8, hoành em đo chỗ này là 22, chiều cao là 25, kính bầu 25 luôn.
8 em xin giao lưu là 800 ngàn ạ. Bao ship luôn ạ. Mã số B9 ạ. Quần em đo chỗ này là 25, chiều cao là 30, kính bầu 20. Mã số B9 em xin giao lưu là 700 ngàn, em bao ship ạ. Mã số B10, cây này mini thôi nha mọi người, cây nhỏ thôi mà cũng lên nu rồi nè mọi người, đế đều ạ. Quanh cây này là 17, cao nó 16, kính bầu 19. Mã số B10 xin giao lưu là 600 nghìn. B11, cây này đẹp cây nha mọi người, đế đều, chi cành chuẩn size luôn ạ. Cây mai chiếu thủy nu da đen lá lớn. Cây này chi cành đều đẹp ạ. Rồi hoành thân em đo chỗ này là 23, chiều cao 19, kính bầu là 28. B11 em xin giao lưu là 800 nghìn. Mã số B12, cây này đế đều nha mọi người, đâm chồi sống khỏe hết rồi ạ. Rồi hoành thân là 18, cao là 16, kính bầu là 25. Mã số B12 em xin giao lưu là 600 ngàn, bao ship luôn ạ. Mã số B13, cái này đế đều nha mọi người, hoành thân em đo chỗ này là 19, chiều cao là 16, kính bầu là 25. Mã số B13 em xin giao lưu là 600 ngàn ạ. Rồi cuối cùng là cây B14. Hoành thân là 22, cao cũng 22 luôn, kính bầu 22 luôn, một vàng số 22 nha mọi người. Mã số B14 em xin giao lưu là 600 ngàn, em bao ship. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại 0829 160 355 ạ.